Farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a cow, E-I-E-I-O. And a moop moop here and a moop moop there, here a moop, there a moop, everywhere moop moop. On the farm he had a cow, E-I-E-I-O. Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì chị Na với cả chị Vân, hai chị sẽ đưa các bạn đến một nông trại rất là đẹp, nông trại vui vẻ ở Lương Sơn, Hòa Bình. Bây giờ thì các bạn hãy cùng theo chân chị Na với cả chị Vân đi nha. Let's go! Đi thôi! Đi thôi! Xin chào tất cả các bạn bé. Và ngày hôm nay thì chị Na sẽ đưa các bạn đến một nơi rất là đặc biệt. Đấy chính là một nông trại. Và ở trong farm thì sẽ có các loài động vật gì nhỉ? Chúng ta sẽ có con lợn thì không nào? Con lợn hay còn được gọi là con heo ấy. Ở trong phim Vua Sư Tử thì bạn lợn rừng chính là người bạn thân nhất của Vua Sư Tử đúng không? Nhưng mà bạn lợn rừng đấy thì lại là bạn lợn rừng gốc châu Phi. Con không biết là bạn lợn rừng gốc Việt Nam thì sẽ như thế nào nhỉ? Các bạn có thấy lạ không? Và có thấy tò mò không? Vậy thì xin giới thiệu với các bạn, đây chính là những bạn lợn rừng gốc Việt Nam. Trời, các bạn có thấy các bạn này đáng yêu không nào? Những bạn lợn con này nhá, thì khi là lợn con này thì cái phần lông của các bạn ấy có bộ lông nhìn trông như một quả dưa hấu vậy, rất là đáng yêu. Và ở đây thì thức ăn của các bạn ấy chính là rau lang ấy. Các bạn có biết ở trong tiếng Anh lợn rừng phát âm là gì không? Đấy chính là wild boar. Đó, chúng ta đã học được một từ mới nha. Wild boar chính là lợn rừng. Và các bạn có tò mò là khi mà bạn lợn rừng con này lớn lên thì sẽ trông như thế nào không? Vậy thì hãy theo chân chị Na đi sang bên nhà tiếp theo để xem là bạn lợn rừng lớn sẽ như thế nào nhá. Now let's go. Và các bạn ơi, chúng ta đã đến ngôi nhà thứ hai, nơi có các bạn lợn nhỡ hơn. Đây, xin mời các bạn xem. Đây là những bạn lợn đã được 9 tháng tuổi rồi. Các bạn lớn rất là nhanh phải không nào? Và các bạn có tò mò là nếu như mà lớn hơn nữa thì những bạn lợn này sẽ trông như thế nào không? Các bạn ơi, các bạn có nhìn thấy không? Bạn lợn này của chúng ta có chân rất là dài. Có phải là lợn siêu mẫu không nhỉ? Bạn lợn này chính là mẹ của các bạn lợn con bên kia đó. Nhưng mà các bạn có thắc mắc là ở trong phim Vua Sư Tử, rõ ràng là mình thấy là cái bạn lợn rừng thì là phải có răng nanh cơ mà. Cái răng nanh nó rất là dài cơ mà nhỉ? Sao ở đây thì các bạn lợn rừng của Việt Nam lại không có răng nanh? Thì theo như mình tìm hiểu thì bạn lợn rừng của Việt Nam thực tế là cũng có răng nanh. Nhưng mà vì là chúng ta nuôi ở trong nhà, chính vì vậy mà răng nanh của các bạn ý đã được nhổ đi từ hồi bé, để cho việc là bố mẹ sẽ đỡ đau ngợm mẹ hơn. Chính vì vậy mà khi mà các bạn lớn lên thì các bạn ý không còn răng nanh dài nữa. Còn nếu như mà chúng ta không nhổ răng nanh đấy đi thì là các bạn lợn khi lớn lên sẽ vẫn còn răng nanh rất là to đó. Ui trời, các bạn nhìn kìa, không hiểu là bạn lợn mẹ đang làm cái gì đây. Và các bạn sẽ tò mò là chị Na đã thử cho bạn lợn ra ngoài chơi chưa? Ôi, thực ra thì chị Na cũng rất là muốn để mời các bạn lợn ra ngoài chơi với chị Na đấy. Nhưng mà chân dài như thế này á thì chạy nhanh lắm, làm sao mà chị Na đuổi kịp được. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một loài động vật tiếp theo ở trong farm nhá. Bây giờ thì hãy cùng chị Na đi thôi. Nào, let's go. Thank you.
bạn chị Ngọc Anh đã đến với cả một người bạn nước của chúng ta, đấy chính là bạn Dê. Bạn Dê tiếng Anh là goat. Bạn Dê tiếng Anh là goat. Các bạn cùng nói theo chị nhá. Goat. Và ở đây chị Na đang cho các bạn Dê ăn những chiếc lá này và các bạn ý đang rất là thích luôn. Các bạn ơi, các bạn có biết là bạn Dê sẽ kêu như thế nào không? Bây giờ chị Na sẽ thử bắt chiếc tiếng của bạn Dê nhá. Bê. Có giống không? Hơi giống đúng không nào? Chúng ta sẽ cùng thử lại nhá. Nào. Bê. Và các bạn ạ, bạn Dê khác với những các bạn khác, đấy là các bạn ý có một ngôi nhà 2 tầng rất là hoành tráng. Lý do vì sao nhỉ? Tại vì đặc tính của bạn Dê rất là thích leo trèo. Dê ở tự nhiên thì các bạn hay leo núi này. Chúng ta có thể thấy những hình ảnh bạn Dê đứng ở trên những vách núi treo leo. Còn các bạn Dê nhà của chúng ta thì các bạn ấy cũng vẫn thích leo trèo nhá. Chính vì vậy mà đôi khi mà chúng ta đi vắng, bạn Dê có thể leo lên cả mái nhà luôn đó. Trời ơi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cận cảnh của bạn Dê nhá. Các bạn có biết là đặc điểm nổi bật nhất của bạn Dê này khiến cho bạn Dê đặc biệt hơn các bạn khác là gì không? Hãy nhìn sâu vào đôi mắt của bạn Dê đi nào. Đồng tử của bạn Dê hình chữ nhật chứ không hề hình tròn như chúng ta nghĩ. Ồ, thật là lạ phải không? Ôi, các bạn Dê ăn ngon quá trời. Các bạn ấy đang tranh nhau để được ăn đây này. Và các bạn có biết là các bạn Dê đang ăn gì không nào? Đấy chính là lá mít đấy. Ôi, các bạn Dê này của chúng ta thật là đáng yêu. Và cũng rất là gần gũi nữa, không hề sợ con người một chút nào. Nhiều quá. Cảm ơn nhé, cảm ơn đã cho tôi chơi nhé. Cảm ơn bác nhé. Vậy là bây giờ chúng ta đã đến lúc phải chia tay các bạn Dê rồi. Và chúng ta sẽ đến thăm những người bạn mới của chị Na nhá. Nào, let's go. Bye bye các bạn Dê nhá. Bye bye. Và người bạn tiếp theo của chị Na đấy chính là bạn thỏ. Bạn thỏ còn được gọi là rabbit hoặc là bunny. Và chúng mình cùng cho bạn thỏ ăn nhá. Hello, bạn thỏ ơi, ăn không? Qua đây nào. Qua đây nào. Ê, bạn thỏ ta ăn rồi đây này. Ôi, bạn sợ quá. Nào. Các bạn ơi, bạn thỏ của chúng ta có một đặc điểm, đấy chính là có tai rất là dài. Cái đuôi của bạn thì rất là ngắn. Và bạn thích nhảy, 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 đúng không? Chúng ta có thể nhìn thấy bạn nhảy, 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 nhảy. Và bạn thỏ của chúng ta thì có thể sống từ 4 đến 10 năm. Và bạn ấy sinh sản rất là nhiều. Từ 8 tháng tuổi là bạn ấy đã có thể sinh sản được rồi. Bạn ấy đẻ rất là nhiều lứa con. Mỗi một lứa cũng phải đến tầm chục bạn thỏ con đấy các bạn ạ. Nhá, ra đây, ăn đi nào. Đó, chị Na đang cho bạn thỏ ăn thóc. Và bạn thỏ của chúng ta thì ăn rất là nhiều loại khác nhau. Nhưng mà các bạn ý thích nhất đấy chính là cà rốt đấy. Thỏ có thể ăn cả bắp cải hay là các loại rau quả khác. Nhưng mà món ăn sở trường vẫn là cà rốt. Đấy, bạn thấy không? Đáng yêu không? Ở đây có bạn nào thích bạn thỏ nào giơ tay. Vậy thì chúng ta sẽ cùng chị Na chào tạm biệt bạn thỏ và đến với cả một người bạn nữa nha.